Xin chào các bạn. Thể theo yêu cầu của các bạn á, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cách để chuyển đổi bằng lái xe từ bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái xe Nhật. Thì mình đã phỏng vấn nhiều bạn tổng hợp kinh nghiệm và xin một số giấy tờ về để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cái quá trình này. Đầu tiên á, trước hết, nếu mà bạn muốn đổi bằng lái xe ở Nhật thì bạn phải biết đến một cái hiệp hội tên là JAF, JAF là Japanese Automobile Federation, là Liên đoàn ô tô Nhật Bản. Thì cái trang web của cái liên đoàn này á, nó có phục vụ cả bằng tiếng Anh bằng tiếng Việt nên bạn có thể lên đó và dễ dàng hiểu hơn. Thì ở đây á, mình có in ra một cái bảng tiếng Việt của JF, nó giới thiệu là những hướng dẫn liên quan đến bản dịch tiếng Nhật để chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe của Nhật Bản. Thì cái tổ chức JF này á, là nó sẽ giúp bạn là dịch thuật và có thể là nó sẽ bán cho bạn những cái tài liệu để học, nhưng mà đi thi á, thì sẽ đi thi ở trung tâm sát hạch của Nhật. Nó khác, nhưng mà đầu tiên thì bạn phải biết đến cái tổ chức này. Thì bạn vào trang web của họ, thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần mô tả video clip. Thì bạn có thể vào đó và download về những cái file PDF tiếng Việt này để đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc sơ qua cho các bạn xem là trước hết phải có cái gì. Thì điều kiện đầu tiên á, để có thể chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản, tức là thứ nhất là giấy phép lái xe của bạn ở Việt Nam vẫn còn hiệu lực, và thứ hai á, là khi mà từ ngày bạn nhận giấy phép lái xe ở Việt Nam á, thì phải có tối thiểu ít nhất 3 tháng rồi bạn mới sang Nhật, chứ không phải là bạn biết là bạn sắp sang Nhật rồi các bạn thi bằng lái xe mới chưa được một tháng bạn sang Nhật, thì cái thời gian nó quá ngắn, người ta không chấp nhận. Phải từ tối thiểu là 3 tháng trở lên từ cái ngày bạn nhận bằng lái xe Việt Nam cho đến ngày bạn sang Nhật thì người ta mới cho bạn đổi. Bởi vì đổi bằng thì nếu như mà bạn đổi ở mức thấp nhất là bằng 50 thì nó rất là dễ, bạn chỉ việc đi thi lý thuyết thôi, không phải thi thực hành. Thì theo như mình nghe các bạn mà từng đi kinh nghiệm thi thực hành những cái mà cao hơn như là 125cc á, 125 phân khối á, thì nó rất là khó, bởi vì cái sa hình, cái khu vực mà thi lái xe, thi thực hành á, nó khác với lại của Việt Nam nên rất là khó. Tiếp theo á, nếu như mà bạn thi cái mà đơn giản nhất á, thì bạn chỉ việc nộp hồ sơ yêu cầu và sau đó thì thi lý thuyết, thì thậm chí là có thể đổi được bằng tiếng Nhật trong ngày luôn. Còn nếu như mà bạn thi mà ở mức độ cao hơn như là 125 phân khối á, thì bạn phải kiểm tra khả năng và thi kỹ năng lái xe. Kiểm tra khả năng là người ta kiểm mắt bạn, kiểm tra sức khỏe, rồi sau đó là kiểm thi kỹ năng lái xe. Thì tùy bạn coi là bạn chọn cái nào. Nếu như mà bạn xin lấy bằng chuyển bằng lái xe ở Nhật chủ yếu là để phục vụ trong việc ví dụ như đi giao báo chẳng hạn, thì hầu hết những xe giao báo chỉ là 50 phân khối thôi, bạn chỉ việc thi 50 cho nó dễ và rất là nhanh có bằng. Vừa rồi mình đã trình bày một số cái điều kiện cơ bản để có thể chuyển đổi bằng từ Việt Nam sang Nhật. Thì nếu như mà bạn đã thỏa hết những cái điều kiện này rồi thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào cái quy trình chuyển đổi bằng lái xe. Thì bước đầu tiên á, là bạn phải dịch bằng lái xe tại JAF, tại JAF. Thì bạn có thể lên mạng tìm những cái đơn vị của JAF tại các tỉnh thành, ví dụ như ở Chiba cũng sẽ có, ở Tokyo cũng sẽ có, thì nơi nào gần bạn nhất thì bạn sẽ đến đó, hoặc là bạn có thể vào chính cái trang chủ của JAF mà mình đưa ra cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả video, thì bạn vào đó bạn xem, thì coi coi cái nơi nào mà gần bạn nhất thì đến đó. Thì khi mà đến đó thì bạn cầm theo cái bản gốc của cái giấy phép lái xe của bạn, và bạn không có cần phải mang theo hồ sơ. Nhiều người nói là cần phải mang theo hồ sơ thì mới đổi bằng được, không có cần, họ chỉ cần mang theo cái giấy phép lái xe bản gốc là được. Tiếp theo á, là phải mang theo cái thẻ Jaeyo Card, thẻ ngoại kiều, cái đó rất là quan trọng. Rồi nó có một cái giấy yêu cầu phát hành bản dịch, thì cái giấy này bạn có thể download từ trên cái trang web của JAF, thì mình sẽ gửi cho bạn đường link, thì bạn có thể download về in ra và điền vào. Tuy nhiên bạn cũng có thể đến đó và yêu cầu người ta là cho bạn một tờ bạn điền tại chỗ thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ là tốt nhất là nên điền trước ở nhà, bởi vì mình có thời gian mình đọc coi cái gì là cái gì, thì nó tốt hơn là mình điền trực tiếp tại đó. Rồi sau đó thì bạn sẽ đóng 3.000 yên để đổi. Thì nói chung là phí đổi ở bên đây nó khá là mắc, tính ra cũng khoảng 600 ngàn tiền Việt Nam. Nhưng mà đó là một cái quy trình bắt buộc rồi, với lại bạn sẽ đây sống thì bạn thấy nó cũng không quá mắc. Rồi tiếp theo, nếu như mà bạn không thể đến tận nơi thì bạn cũng có thể là yêu cầu bằng đường bưu điện, thì người ta có thể dịch cho bạn rồi chuyển về đường bưu điện. Thì cái này nó có hướng dẫn trực tiếp ở trên trang web, nhưng mà mình khuyên các bạn là các bạn nên đến đó cho biết quy trình nó như thế nào rồi
tập nói chuyện coi nó ra sao. Thật ra thì nó rất là đơn giản, theo như mình hỏi thì hầu hết những bạn vừa mới sang là đi đổi bằng lái xe nên không có biết tiếng Nhật nhiều, thì chủ yếu là các bạn lên đó nói tiếng Nhật và tiếng Anh xen lẫn nhau, ví dụ như là driver license, translate, chỉ cần nói những cái đơn giản như vậy là người ta hiểu. Và lại ở trên đó thì sẽ có người nói được tiếng Anh, còn người nói được tiếng Việt thì mình không chắc nha. Rồi tiếp theo, ngay trong bước thứ nhất luôn, vào đúng cái ngày mà bạn lên đó để đổi, để dịch bằng lái á, thì tốt nhất là bạn nên mua luôn một cái quyển ôn tập. Nè, là cái quyển này nó chỉ có bản tiếng Anh với tiếng Nhật thôi, thì cái quyển này nó tên là Rules of the Road, là luật đi đường. Thì quyển này nó khá là mắc, một sen mấy á. Mình có cái biên lai ở đây, biên lai của Jazz. Cái biên lai đầu tiên á, là cái biên lai bản dịch. Cái biên lai bản dịch này á, thì 3.000 yên. Nó có ghi rõ đây là Honyaku Sakubun, là 3.000 yên. Còn ở đây á, là cái biên lai của cái quyển sách này, quyển sách ôn tập này, thì nó cũng có ghi rõ đây là quyển sách ôn tập này là bản tiếng Anh là 1.404 yên. Còn mình không biết bản tiếng Nhật là bao nhiêu, chỉ có bản tiếng Anh và bản tiếng Nhật thôi, không có bản tiếng Việt. Nhưng mà sách thì cũng rất là đáng giá, đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì nó rất là đẹp, có hình màu rõ ràng, vì vậy nên đi thi thì không có sợ không có sợ không hiểu. Giống như hồi xưa mình thi bằng lái xe tiếng Việt á, thì đi lên người ta cho bản photocopy không có màu sắc gì, chán muốn chết luôn. Thì khi mà mình hỏi á, thì những câu hỏi nào mà các bạn ấy luyện tập, tại vì khi mà đi thi á thì người ta hỏi tiếng Anh và tiếng Nhật thôi, không có tiếng Việt. Cũng khá là khó, nhưng mà các bạn ấy nói thì câu hỏi rất là đơn giản, cũng giống như y chang như là hồi thi bằng lái ở Việt Nam vậy. Có những câu hỏi mà các bạn có thể dùng mẹo để chọn, nó cũng là thi trắc nghiệm thôi, chỉ thi có 10 câu thôi. Nếu như mà các bạn chuyển đổi bằng lái 50 phân khối, còn hình như là chuyển đổi bằng lái 125 phân khối á, là thi 30 câu lận. Thì có những câu rất là đơn giản, các bạn nhìn hình thôi cũng hiểu, nó không có cần phải đọc chữ. Giống như là ở giữa đường á, thì thường sẽ có những cái vạch vàng, một vạch vàng, hai vạch vàng, hoặc là vạch vàng, vạch trắng gì nè. Thì người lái xe máy 50 phân khối á, thì có thể là lạng qua được hay không. Thì cái này nhìn là biết à. Nó khá là đơn giản. Rồi bởi vì luật của Nhật khác luật Việt Nam mà, nên khi mà các bạn đi thì đi sang bên trái, nên khi mà dừng đèn xanh đèn đỏ thì người ta sẽ hỏi những cái như là có được quẹo phải hay không, có được quẹo trái hay không, nếu quẹo thì quẹo như thế nào, có phải là quẹo sang rồi đợi sang bên đường không. Nó có nhiều cái nhỏ 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 nhỏ, thì các bạn chịu khó đọc kỹ cái quyển này là được, hình ảnh rất là rõ nét và sinh động. Chúng ta có thể dựa trên đó đoán cũng được. Và nó có mẹo hết, thì các bạn có thể lên mạng tìm mẹo. Tuy nhiên thì lên mạng, mình đã thử lên mạng tìm mẹo rồi, chủ yếu là bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. Vì vậy nên nếu như mà không có senpai đi trước sống ở cái khu vực bạn để bạn hỏi, bạn tham khảo ý kiến á, thì nói chung cũng hơi khó nếu như mà bạn không giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Rồi, bước sang bước thứ hai. Thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ dịch bằng ở Jazz và xin về cái mua về cái quyển sách để học thi. Và bước thứ hai thì chúng ta lại phải tiếp tục đi dịch bằng ở lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản. Thì bởi vì đây là cái yêu cầu của họ, không biết tại sao là yêu cầu phải hai cái nữa. Thì nói chung là mình cũng sẽ lên mạng Google tìm coi cái địa điểm của đại sứ quán ở đâu, rồi lên đó dịch, thì cũng mang theo cái bằng gốc của bạn. Sau đó dịch thì ở đây mình có cái biên lai dịch mắc lắm, 6.000 yên lận. Cái này là bản dịch ở Tokyo, dịch một trang 6.000 yên cực kỳ mắc luôn. Nhưng mà nói chung là lấy được bằng lái xe rồi thì sau này rất là tiện lợi, nên chịu khó là bỏ ra một cái khoản tiền đầu tiên, thì sau này mọi cái nó sẽ thoải mái hơn. Thì ở đây nó có 6 mục mà các bạn cần phải mang theo. Thì mục thứ nhất là cái bằng lái xe gốc của bạn. Mục thứ hai là hộ chiếu của bạn. Mục thứ ba là cái thẻ ngoại kiều. Mục số 4 là hình chụp của bạn, hình thẻ. Thì ở đây nó yêu cầu hình là 30 mm x 24 mm.
nó không dính với lại hình 3 x 4 hoặc là hình 4 x 6 gì của mình hết. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn cứ mang hình 3 x 4, 4 x 6, sau đó thì miễn sao các bạn điền vào cái mẫu đơn á thì các bạn dán lên cái khung mà người ta để cho cái hình thẻ thì làm sao cắt dán vừa là được, vì vậy nên mang theo kéo. Ok, bước số 5 là cái bản dịch. Thì cái bản dịch này là được cung cấp bởi Embassy, Consulate hoặc là JAF. Thì ở đây nó nói có nghĩa là các bạn có thể nộp bản dịch hoặc là của đại sứ quán hoặc là của JAF cũng được. Nhưng mà trong một số trường hợp nó sẽ bắt bạn nộp cả hai. Thì mình không rõ lắm về cái việc này. Trong khi những cái bạn mà mình hỏi á, thì lại lấy cả hai bản dịch luôn. Thì không biết là tại sao người ta lại yêu cầu cả hai bản dịch như vậy, rất là tốn tiền. Thì có lẽ là nếu như mà bạn nào mà giỏi tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc là đã có senpai ở cái khu vực đó, đã từng đi thi rồi, thì hỏi cho chắc, hoặc là thậm chí gọi điện lên hỏi người ta cho chắc là cần những bản dịch nào. Chứ không thì làm hai bản dịch nhiều khi người ta không cần thì lại tốn tiền. Tiếp theo bước số 6 là bằng lái xe Nhật Bản nếu có, nếu không có thì thôi. Vậy tổng cộng là mình chỉ có 5 cái mình phải mang thôi: bằng lái xe gốc, passport, thẻ ngoại kiều, hình thẻ và cuối cùng là bản dịch. Thì tốt nhất là mang hai bản dịch. Rồi, cái phí thì nếu như mà bạn thi bằng lái xe cho xe hơi á, thì phí là 2.200 yên cho cái phí đăng ký. Còn lái xe mà 50 cc đó thì chỉ khoảng 1.500 yên thôi. Thì đóng 1.500 yên. Sau đó thì nếu như mà bạn thi đậu thì ngay trong chiều hôm đó thì bạn sẽ được phát bằng. Thì khi mà phát bằng các bạn phải đóng tiền phát bằng là 2.050 yên. Còn nếu mà bạn thi rớt mà bạn muốn thi lại thì bạn sẽ tiếp tục đóng 1.500 yên, 1.500 yên liên tục cho đến khi bạn đậu thì thôi. Rồi, cái khu vực mà ở khu vực Chiba này á, thì cái nơi mà thi sát hạch này á, nó mở cửa chỉ từ 8:30 đến 9:00 sáng và 1:00 đến 1:30 buổi chiều. Tức là các bạn chỉ đăng ký trong khoảng nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi chiều thôi, 3 giờ đó là không đăng ký được. Rồi, khi mà đến cái nơi sát hạch đăng ký ở khu vực Chiba thì các bạn đến nơi và đi vào cái khu vực mà cái nó có nhiều cái quầy, các bạn đến cái quầy số 10. Rồi chỉ việc nói đơn giản thôi, các bạn nói tiếng Nhật cũng được, tiếng Anh cũng được, nhỏ nhỏ đơn giản, ví dụ như driver license test, nói đơn giản như vậy thì người ta hiểu. Còn việc cái khu vực mà trung tâm sát hạch ở mỗi nơi thì nó nằm ở chỗ nào thì cái này các bạn có thể lên mạng tự tìm hiểu. Nhưng mà để tiện lợi cho các bạn thì mình đã tìm hiểu một vài nơi và mình sẽ cung cấp cho bạn cái đường link bên dưới, thì các bạn có thể dựa vào cái đường link này, dựa vào cái nơi mà mình sinh sống xem coi là cái đơn vị thi sát hạch đó nó nằm ở đâu, gần chỗ mình không thì nên đến cái chỗ đó. Và các bạn nên giống như là lên Google Maps thả cái địa chỉ vào để xem có gần chỗ mình không. Bởi vì có một số người ví dụ như mặc dù là đang ở Chiba nhưng mà cái nơi sát hạch đó nó ở Kanagawa, nhưng mà thật ra lại gần nơi mình sống hơn, tại vì mình sống ngay ở mép Chiba chẳng hạn. Thì các bạn nên thử là thả một số cái địa chỉ vào trong Google Maps để tìm coi là nó có gần nhà mình hơn không. Chứ không nhất thiết là ở tỉnh Chiba là phải thi ở trong Chiba. Tiếp theo, đối với những ai mà không có thi 50 phân khối, tức là thi 125 trở lên là phải thi lái xe thực tiễn á. Thì khi mà ngày đi thi ngày đăng ký cũng là ngày đi thi mà, thì khi mà đi thi á thì nhớ là phải mang theo mũ bảo hiểm của riêng mình, người ta không cung cấp mũ bảo hiểm cho bạn. Phải mang theo mũ bảo hiểm của riêng mình, mang theo giày boot, tức là giày phải làm sao bít cái đầu ngón chân, mang theo găng tay và mang theo áo phải dài hơn cái khuỷu tay. Và phải mặc quần dài hơn đầu gối. Okay. Rồi, nếu như mà cái ngày bạn thi không có cái gì bất trắc, thi suôn sẻ hết á, thì thường là buổi sáng bạn thi lý thuyết, là buổi chiều á, là bạn sẽ được đổi bằng tiếng Nhật luôn. Thì người ta sẽ gọi bạn, thì cái ngày đó khi mà người ta vừa gọi, bạn có thể hỏi liền người ta là bạn thi được bao nhiêu điểm, thì người ta sẽ trả lời liền. Nếu như mà ngay lúc đó bạn không hỏi, bạn quên đi, rồi người ta kêu bạn đi đóng tiền, rồi kêu bạn quay trở lại, thì sau khi đó bạn hỏi á, thì người ta nói là trễ rồi. Lẽ ra bạn nên hỏi lúc đầu tiên khi mà chúng tôi gọi bạn, thì người ta chỉ khi nào bạn hỏi người ta mới nói cho bạn biết điểm của bạn thôi, chứ người ta không có phát cho bạn cái bản kết quả điểm. Vì vậy nên nếu mà bạn muốn biết điểm của mình thì nên hỏi. Nếu mà bạn thi rớt thì hình như là người ta cũng không có báo điểm đâu, người ta chỉ báo là bạn rớt thôi, rồi hỏi là bạn có muốn đóng tiền hay là ly hôn. Còn nếu như mà không có vấn đề gì thì bạn sẽ đổi được liền cái bằng tiếng Nhật, thì cái bằng đó nó trông như thế này. Sau khi đổi được bằng tiếng Nhật rồi á, thì bạn làm một số công việc như là đi giao báo nè, đi giao sữa nè, đi giao pizza, giao đồ ăn chẳng hạn, thì nó rất là tiện lợi.
Ví dụ như bạn đi giao báo á, thì không có cần phải đi xe đạp, ở chủ tiệm sẽ giao cho bạn xe máy để bạn đi. Rồi mình quen một vài bạn ở nơi ở xa cái khu vực làm á, thì khi mà yêu cầu là cho tiền để đi tàu á, thì nhiều khi người ta ngán tiền đi tàu nên người ta đưa xe máy cho bạn chạy luôn. Thì một trong những người mà mình biết á, là có một cái xe máy của tiệm báo để chạy long nhong về rất là sướng. Bên cạnh đó thì nói chung là mình thấy cái công việc đi giao báo, giao sổ, giao visa nó rất là vui vẻ, tiện lợi và thoải mái, nên mình nghĩ là thi lấy bằng lái xe cũng rất là tốt và nó khỏe hơn hẳn so với những vị như là đi làm Yamato, đi khuân vác chẳng hạn. Thì nếu mà bạn nào mà nhất là những bạn nam đã có bằng lái xe rồi thì nên chốt cơ hội đổi bằng lái xe luôn. Hy vọng là video clip này bổ ích cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.